Xin chào các bạn đã đến với kênh Hóng Tin Mới TV, nghe tin tức mới nhất nha. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông báo từ kênh nhanh nhất nhé. Lần đầu tiên trong lịch sử V-Pop, ca sĩ mang danh Tân Binh Khủng Long trở thành người lập kỷ lục về lượt xem nhanh nhất Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử V-Pop có một nam ca sĩ Tân Binh lập được những thành tích siêu khủng ở mảng view YouTube. Lần lượt có nhiều MV cán mốc 200 triệu và hiện tại là sở hữu MV đầu tiên đạt 300 triệu lượt xem của V-Pop. Sắc chính là Tân Binh Khủng Long đặc biệt nhất làng nhạc Việt khi thống trị YouTube mà không một ai có thể níu chân. Sắc trở thành nam ca sĩ đầu tiên Việt Nam có MV đạt 300 triệu view trong khi đang gây chú ý với kênh YouTube mới. Kênh YouTube tại công ty quản lý cũ của Sắc đã lập thành tích khủng với MV Bạc Phận. Hiện tại MV này đã cán mốc 300 triệu lượt xem. Điều này đồng nghĩa, Sắc sẽ trở thành nam ca sĩ đầu tiên của V-Pop sở hữu MV đạt được con số ấn tượng này. Tại V-Pop có 3 MV nhạc Việt đạt thành tích 300 triệu lượt xem trên YouTube gồm Bống Bống Bang Bang, Nhóm 365, Nhóm Nhạc Nam, Xuất Sắc Xuất Sẻ, Bé Bảo An, Nữ, Thiếu Nhi, Thương Lắm Thầy Cô Ơi, Bé Phan Hiếu Kiên, Nữ, Thiếu Nhi. Trong 3 MV này đều có thời hạn ra mắt trong nhiều năm và là những bài hát của Thiếu Nhi thường xem. Riêng đối với bài hát của Sắc, MV Bạc Phận ra mắt vào ngày 16 tháng 4 năm 2019 và hiện tại chưa đầy một năm ca khúc này đã có thành tích 300 triệu lượt xem. Đây quả thật là một thành tích xưa nay chưa từng có. Tân Binh V-Pop với các thành tích chưa từng có trong lịch sử, dù hiện tại Sắc đã không còn hoạt động với công ty cũ và ra mắt một kênh YouTube mới, nhưng những bài hát của nam ca sĩ vẫn là một lựa chọn tuyệt vời của nhiều khán giả. Sức hút từ các ca khúc này được minh chứng qua lượt xem. Sắc có MV Bạc Phận đạt 300 triệu và Hồng Nhan, Sóng Gió, Em Gì Ơi đều cán mốc 200 triệu. Riêng Sóng Gió cũng sắp chạm đến cột mốc 300 triệu. Bên cạnh đó ở kênh mới với một MV Là Một Thằng Con Trai, Sắc cũng ghi tên mình vào kỷ lục lượt đăng ký nhanh nhất V-Pop khi đạt được 3 triệu đăng ký khi thành lập chưa đầy 2 tháng ngày 17 tháng 2 năm 2020. Với những kỷ lục này, Sắc được dự đoán sẽ là ông hoàng YouTube mới của V-Pop với lượt đăng ký và lượt xem MV cao nhất từ trước đến nay.